Ôi ôi trời, ơi gan 18 luôn. Tầm có gió luôn nè, chị Hằng luôn. Đi mặc đi đám là ngon luôn, ngon lành luôn, áo mới mà. Áo này của em rồi, vừa lắm vừa, tôi mặc vô là vừa dữ lắm. Phải rồi. Phải rồi, phải rồi. Rồi, em thử trước rồi, bây giờ tới anh. Chơi sao bây giờ? Ôi. Một nè, hai nè, 3 triệu nè, 4 triệu nè. 4 triệu này là của chị Hằng, là Việt Kiều Mỹ nè. 500 ngàn này là của chị Hằng ở Mỏ Cày Nam bên Bến Tre với lại đồ. Đông. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Vĩnh Thanh, huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp để tìm về hoàn cảnh của ông Sáu với ông Bảy với lại bà Ba. Cái hoàn cảnh mà ba chị em sống ở trên một cái chiếc ghe một nát mà trước đây Bùi Hồ cùng với em Phong Bụi có đi theo trải nghiệm một đêm để mà cùng với hai ông bắt ếch ở trong cái cánh đồng. Ông Bảy còn nhớ con không? Ông Sáu nhớ con không? Đang làm gì vậy ông Sáu? Dạ? Ồ, ông mới đi mót về đó hả? Dạ con mới qua bà ba ơi. Ôi, bà ba ơi, bà ba với lại ông Sáu đập lúa hả? Ngày nay mốt được nhiều không bà ba? Dạ. À, bà ba đi từ hồi nào tới giờ? Đi hồi sáng mà giờ tới giờ lại. Bà ba đâu có đi hả? Không có đi mà mấy sáu mấy bảy đi chứ bà ba không có đi. Dạ. Sao qua có mình chú hả? Con qua đây để mà con thăm bạn kia đi công việc rồi. Dạ. Dạ, bạn Phong đi công việc rồi. Dạ. Rồi mốt về là ông Sáu với ông Bảy đi mốt là bà ba ở nhà trà lúa hả? Ông Sáu đạp. Ừ. Rồi ông Bảy ở dưới thì nấu cơm. Ừ. Ôi mỗi người mỗi việc hết vui quá rồi. Qua hồi nào giờ mới tới đây vậy? Con qua sáng giờ con đi vòng vòng. Dạ. Bà ba hôm nay khỏe không? Đỡ rồi. Đỡ rồi ha. Dạ. Dạ, còn ông Sáu? Ông Sáu cũng vậy chứ gì. Đỡ. Dạ. Đỡ rồi. Mấy ngày nay còn đi đặt ếch không Sáu? Nghĩ rồi không queo hết đặt gì. Nghĩ đặt luôn hả? Nghĩ đặt lâu chưa? Hôm nay cả tuần rồi ạ. Dạ, rồi đặt nghĩ đặt ếch là mình chuyển sang mình mót lúa như thế này. Ếch cầm không có đó. Dạ. Rồi giờ tới mùa lúa đi mót. Ừ. Còn dạ. Xả lúa rồi cái tới nước lên cái thì đi cầm ếch. Dạ. Còn đây là ông Sáu mà quyền thoại mà ông Bảy mà mình đi theo, mình lội theo ông Bảy hụt hơi luôn nè. Trong một ban đêm. Ông thì đi miền Trung rồi. Bây giờ dạ chút xíu nữa con xuống ông để con tặng quà, một thùng quà siêu to khổng lồ cho ông ấy. À. Dạ thôi thì bây giờ con mời ông Sáu với ông Bảy đi. Ông Sáu làm xong chưa? Đang gom lại bỏ dưới sông hả? Ừ. Rồi. Rồi hả? Hồi sáng giờ mót mấy tiếng ông Bảy? Lâu này mót hôm qua. Mót hôm qua. Sáng nay có mót không? Có mót bao nè. À, cái bao này đó ha. Là lúa người ta cắt xong cái còn sót lại cái mình mót. Mót. À. Dạ. Vậy là cũng mùa nào mình làm theo mùa đó. Dạ, cho con đi xuống thăm chiếc ghe của mình đi. Có mùa tới không có được, mùa đông xuân cũng có. Dạ. Ông Sáu xuống luôn, ông Sáu ơi, bà ba thì chân yếu xuống không có được rồi. Đi hôm nay thì đi mấy lần mà hôm nay mới ghé ban ngày nè. Dạ. Trời. Rồi, đang nấu cơm luôn hả ông Sáu? Phải, không đi ăn cơm rồi đi. Ông Bảy chứ ông Sáu hoài. Cơm nước rồi đi. Và hôm nay mình ăn cơm gì ông Sao ông Bảy? Gắn cá nè. Ồ, ở đâu có gắn vậy? Gắn bắt á, nó cua qua đó bắt. Đâu cho con xem với. Nè. Ồ, gắn hầm ha. Bởi vậy ăn cơm rồi đi. Nó dạ, đâu còn bên đây nồi gì cho con xem với. Cá này mua cũng bông bữa nay rồi. Đâu không? Bữa nay có tiền mua cá luôn ngon lành ta. Cá ơi, đặt tiền mấy chú cho đó. Còn dạ. Mua đó. Đâu ông bật đèn lên cho con xem mày. Cái bếp này nè là mình với Phong mua nè. Cái bếp mà ông ước nguyện mà của ông Sáu với ông Bảy á. Là đợt đó xong thì tụi mình đi ban đêm thì tụi mình đi ra chợ mua cho ông. Hôm nay thì còn khói không? Hết khói rồi. Rồi ghim tiền lên cho con xem với. Ngủ đèn gì sáng không? Ngủ ta, để đèn ngủ được.
rồi cái con tắt cái đèn con được rồi. Tắt đi để đi. Dạ cho nó sáng để tao hai pin cái đèn. Vô bước vô này nè. Rồi sạc ở trên kia sạc đỡ trên kia. Sạc, chưa, mấy sạc, mấy ngày chưa sạc luôn. Chưa. Rồi tiết kiệm dữ hả? Không có đốt đâu mà sạc. Dạ. Bước vô đây nè. Dạ, thôi hôm nay xuống đây đi cho nó yên. Bước ông có cái vật gì sắc nhọn không? Ông Sáu, ông Bảy qua đây đi ông Bảy. Ông Sáu nè. Ngồi nấu cơm rồi. Dạ. Hôm nay á thì con đến đây. Ở đây thì cũng lâu quá rồi, cũng gần nửa tháng rồi hôm nay. Lâu ạ. Lâu ạ, cũng gần nửa tháng con mới quay trở lại. Rồi. Dạ. Con mới quay trở lại thăm ông Sáu với ông Bảy. Tại vì công việc của con này nó cũng lu bu quá. Hẳn chú điện qua, chú điện lại có đi miền Trung của nó. Dạ, con nó không có đi. Thì hôm nay con đại diện cho chị Hằng ở Mỹ đó, trao cho ông Sáu với ông Bảy với lại bà Ba là 4 triệu đồng đó, là việc chị Hằng là việt kiều Mỹ. Giờ với chị Hằng có một cái ước muốn là mong ông Sáu với ông Bảy đừng có đi đặt câu ếch nữa. Trời ơi, cái ngày đó anh đi rồi. Dạ. Mà ông Sáu với ông Bảy thì không có số điện thoại nên con không có liên hệ được. Đó. Không biết xài điện thoại. Dạ. Rồi thứ hai nữa là con đại diện cho chị Hằng ở Mỏ Cày Nam của tỉnh Bến Tre, là quê hương của ông Sáu với ông Bảy đó. Đem một cái thùng quà siêu to khổng lồ này. Mỏ Cày Nam nằm trên. Dạ. Thôi thì bây giờ trước tiên á thì mình cái thùng này mình khui ra trước hay là đưa tiền trước đi. Con trao tiền trước đi nha. Khui trước ha. Dạ. Rồi bây giờ ông khui đi con coi. Phải rồi. Dạ. Người giàu quá. Cái này là cái thùng quà siêu to này là của chị Hằng ở Mỏ Cày Nam Bến Tre tặng cho ông Sáu với ông Bảy. Trong đây thì có một cái, chị nói là có một cái phần tiền nữa là 500 nghìn hay sao á. Làm nhưng mà con chưa khui luôn, gửi con nhận này con chưa khui luôn á. Hôm nay vui à. Hồi hộp không ông? Hồi hộp. Sao? Qua mùa tháo, mùa bỏ mùa này tới mùa hè thu á, qua đây cho bọn rồng. Cho rồng nữa. Thôi con sợ quá, mệt quá luôn. Thôi ở nhà không ở nhà đi. Đi. Rồi, đi rồi. Ông Sáu cho con cái cảm nhận khi ông xui khui cái thùng quà này á. Có hồi hộp gì không? Hồi hộp. Hồi hộp. Ôi mình không có nói ra đâu, để cho ông Sáu khui đi. Rồi ở đây nó nóng quá luôn nè. Đây nè, cắt đây nè. Đó. Nghe chị lắm, chị gửi tới chờ gửi lui rồi chị quên nè. Đó. Đó đã chưa? Đó. Đây, đây là phần quà 500 ngàn mà chị Hằng ở Mỏ Cày Bến Tre gửi lì xì cho ông Sáu với ông Bảy. Cũng dạ. Rồi lát nữa con gửi tiền khui mình xem đồ trước đi ha. À. Ủa quá nhiều rồi. Rồi hết rồi. Cái bọc này bọc không. Áo mùa đông. Vào đây mở ra ông Sáu, Sáu. Cầm cái banh ra xem coi mở không. Đây là một cái áo khoác dành cho ông Sáu với ông Bảy vào mùa đông. Một cái áo này. Còn cái áo này coi. Còn cái áo này là cho bà Ba. Áo nữ cho bà Ba. Ô chị tỉ mỉ quá. Còn cái áo này là cho ông Sáu hoặc là ông Bảy. Ông Sáu một cái, mà ông Bảy một cái và ba một cái. Ba người ba cái áo khoác nha. Ông Sáu với ông Bảy. Còn đây là cái gì đây? Đây này. Đồ của bà Ba. À đây là đồ bộ của bà Ba. Đó, bà Ba cũng có quà luôn. Còn đây. Đây là áo sơ mi. Ồ còn tem đàng hoàng nha, chị là cửa hàng mà. Áo này mình mặc ở nhà đó. Một cái hai cái nè. Còn cái này là mấy quần, mấy cái quần. Hai ông mỗi người hai cái. Ba cái rồi hai ông dành lộn sao? Dạ mọi con nói chơi thôi nha, ông đừng giận con nha. Cho vui. Hai cái. Ba cái. Bốn cái quá trời nhiều luôn con này, ông cho con coi. Quên nữa, chắc đây là đặc biệt là cái quần này là cái quần dài nè, để cho ông Sáu với Bảy đi đồng nè. Để cho nó không có lạnh nè. Đúng không? Cầm câu gắm đâu có được. Áo thun. Áo thun. Hai cái quần này gọi là quần nghề, cái quần nghề. Dạ. Rồi. Rồi vậy là đồ nhiều lắm á, 6 7. Bà Ba thì được một
ông Sáu ông Bảy với bà Ba thì mỗi người một cái áo sơ mi, một cái áo áo ấm, rồi hai cái quần mỗi người một cái quần đi đồng, với hai mỗi ông Sáu với ông Bảy mỗi người hai cái quần lửng, với ba bốn cái áo sơ mi. Thì ông Sáu có muốn nói lời nào không? Nói sao được, trời thôi bãi ông Bảy chứ. Chỉ gọi như vậy cũng mang ơn chị nhiều lắm. Dạ. Chị Hằng ở dưới gặp Mỏ Cày Nam này tôi chơi dữ lắm. Chị Hằng ở dưới tôi chơi dữ lắm. Dạ, chị Hằng ở Mỏ Cày Nam của không Bến biết, Tre. Không biết ở xã nào à. Dạ. Phước Mỹ Trung thì tôi làm hiểu cho à. Dạ, ở đây. Ở đây là xã nào? Chị ở... đâu rồi ta? Con người đó. Không sao xe. Ở khu phố phố 2. Phố 2 vậy là tại thị trấn rồi. À, tại thị trấn. Ông Sáu muốn nói lời nào không? Coi trời ơi, nói cảm rồi gì nói. Cảm ơn con. Ừ. Dạ và tiếp theo thì thay mặt cho chị Hằng là Việt Kiều Mỹ gửi đến ông Sáu với ông Bảy một số tiền là 4 triệu đồng. Đó. Bây giờ con sẽ đếm cho ông Sáu với ông Bảy luôn. Quà này cũng 500 ngàn để con này cũng cũng lắm này. Là khác nhau nha. Chị Hằng này chị Hằng chị Món Cài, còn chị Hằng kia là ở Mỹ. Đây, con gửi cho ông nè. Con sẽ đếm cho ông nha. 1 nè. 2 nè. 3 triệu nè. 4 triệu nè. 4 triệu này là của chị Hằng là Việt Kiều Mỹ nè. 500 ngàn này là của chị Hằng ở Mỏ Cày Nam bên Bến Tre với lại đồ. Đông đếm lại giùm con tổng cộng là đếm đi, đếm còn cái cho vui thôi. Không, mấy chú qua đây thường thường đếm để. Tôi cũng mến mấy chú lắm chứ. 3 4 5 6 7 8 rồi 9. 9 nhân 5 là 45. 4 triệu rưỡi rồi. Thôi vậy thì cũng vui ha ông Sáu, rất là vui, là mừng. Đi ăn cơm rồi đi. Dạ. Còn đi đâu đó không ấy, ăn cơm nước rồi đi. Dạ được rồi. Con hôm nay con đến qua đây con để con thay mặt cho chị Hằng là Việt Kiều Mỹ với lại chị Hằng ở Mỏ Cày Nam Bến Tre giao cho ông Sáu với mấy thùng quà siêu to khổng lồ với một cái số tiền này để xây dựng ở trong thời gian sắp tới mà mình không có đi bắt ếch nè. Thôi mình hạn chế bắt ếch. Vụ ăn này chắc đó chừng nào tới hai chứ. Nói chỉ nhắn đây tôi nói đi không được, không nghỉ không được. Dạ, nói đi ông. Và mình nghỉ thì tới mùa đó mình không có mặn gì được, đâu có đồng tiền vô đâu thì ra. Phải mặn mình cố mình đi làm mới được chứ không làm không được. Nếu như mà ta cho ông 6 với 7 là hai người là ngày 2 người ngày 200 ngàn tháng 6 triệu thì nghỉ được không? Trời cái đó thôi. Cái đó cũng nghĩ cũng chắc được mà. Là ngày 200 ngàn tháng 6 triệu người ta hùng vô người ta cho đặng cho ông Sáu với 7 nghỉ thấy cực khổ quá. Cực cái đó rồi hứa không? ông 7 hứa không? Ông 6 hứa không? Hứa. Thôi sao nói con nghe ơi. Mùa sau nghỉ á. Mùa sau nếu như có ai ủng hộ mà cho là nghỉ nha. Ừ. Rồi ông 6 cái này là con không có ép nha. Ý là anh sao rồi em sẽ đi dạy chứ sao vậy. Anh em dạ. Đi phải đồng mình đồng lòng đi hết mình cầm mới dạ. Có tiền là ở đây là ông Sáu là lớn là ông Sáu quyết định. Đấy. Ông Sáu sao là ông Bảy vậy không Sáu? Là nếu như mà mùa sau có ai ủng hộ là nghỉ luôn hả? Rồi đồ này là khi nào mình khai trương mình mặc thử không, mình có cần mặc thử không? Nó lạnh mới có mặc chứ. Rồi tiếp theo là ông Sáu với ông Bảy sẽ thử đồ trước cầm này. Cái này mình cầm vô nè ông mày cầm vô để thôi nó bay đó. Rồi bỏ bọc đây. Mà mình đặt đi mặc đi đám là ngon luôn, ngon lành luôn áo mới mà. Áo này có im rồi, vừa lớn vừa, tôi mặc vô là vừa dữ lắm. Phải rồi. Phải rồi, phải rồi. Rồi, em thử trước rồi, bây giờ tới anh. Chơi sao bây giờ? Ồ đẹp quá luôn rồi. Rồi, áo này coi chừng mặc áo này xong là coi vợ luôn á. Mới vậy á. Mở quá im rồi. Rồi. Ngày con áo con nước ngoài ở về nhà áo tốt quá. Đây nè ông này con mở được không? Không thấy. Mở được. Nhiều cái lắm ở đây là 3-4 cái đặng nhưng mà mình mặc một cái là cho chị vui với lại cho mình thấy. Đúng rồi. Ông Sáu với ông Bảy đẹp trai luôn. Đầu áo gió tầm luôn luôn cho chị thấy. Tầm luôn luôn. Thôi thôi thôi. Ở đây thì hơi nực nhưng mà để cho ông Sáu trồng nữa coi vừa. Áo này bự quá, áo gió. Áo này đi. Cỡ không á. Chắc cỡ nhưng mà đủ ấm. Đâu. Tầm vô luôn để coi chị thấy chị cười không ai đi cười kéo lưng xuống gầm bài kéo lưng rồi sao ạ à? Ô vừa quá ta ô em cảm ơn chị Hằng rất là nhiều em bà chọn cũng hay chứ chọn hay thiệt luôn á cửa hàng mà
Rồi, sao ông Sáu đấy sao? Đẹp trai không? Ông Sáu, ông cầm áo gió vô luôn, cho chị thấy. Ông Bảy thấy ông Sáu đẹp trai không? Mình là thấy đẹp trai lắm rồi đó. Ôi ôi trời. Ê gan 18 luôn. Cầm áo gió vô luôn nè, chị Hằng luôn. Không nhưng mà vừa. Cái này vừa. Mà áo gió này vừa tốt nè. Màu này là ông chị Hằng có nói với em là lựa cái màu mà nó sẫm sẫm á, phù hợp với lại cái lứa tuổi, với lại mình đi đồng. Được rồi, chị Hằng luôn. Không biết đi là đi với bạn nhà không biết. Vừa lớp rồi, được rồi. Rồi, quá vui luôn. Có bà ba nữa. Bà ba bá bạc không được rồi. Để chừng nào bà ấy. Bà ba thôi, thôi thì bà chân mới yếu mà. Như nào bà ba muốn mặc thì mặc. Thôi thì hôm nay con đến thăm ông Sáu nè. Con đến thăm ông Sáu bên đây nè. Đến thăm ông Bảy nè. Cảm ơn ông Sáu với ông Bảy đã cho con một đêm trải nghiệm rất là thú vị mà không bao giờ quên. Đó. Dạ, bà không có cắm được nữa rồi. Con đây vừa gắn rồi, con nghĩ nghỉ không được. Dạ. Không có tiền xài hàng ngày, dạ. Nghỉ không được. Rồi qua thăm hai ông luôn, thấy sức khỏe hai ông gì là ok lắm rồi. Hôm nay có đồ mới vui nữa, khỏe luôn. Và một lần nữa thì Bùi Hồ thay mặt cho ông Sáu với ông Bảy, thay mặt cho bà ba, ông Sáu với ông Bảy cảm ơn chị Hằng là Việt Kiều Mỹ gửi cho ông Sáu với ông Bảy với bà ba với số tiền là 4 triệu đồng. Và cảm ơn chị Hằng ở Mỏ Cày Nam của Bến Tre ủng hộ cho ông Sáu với ông Bảy là một thùng đồ siêu to khổng lồ với lại 500.000 đồng tiền Việt Nam, tổng cộng là 4 triệu 500.000 đồng và một thùng đồ gồm cho cả ông Sáu, ông Bảy với bà ba. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn rất là nhiều sự ủng hộ của ông Sáu với ông Bảy và Mạnh Thường Quân. Cũng cảm ơn chị Hằng với hai chị Hằng hết. Hằng không hả? Dạ, hai chị Hằng luôn. Cảm ơn hết hai người hết. Cũng tài trợ cho anh em tôi vậy được, cũng mang ơn nhiều. Nó cũng còn chúc cho chị, hai chị mà bạn ăn phát đạt, cảm ơn. Dạ, còn ông Sáu nói gì không? Con nghe mắc cỡ à? Thôi. Lát nữa mình dẹp lại rồi con lên con kiếm ông Sáu ông Bảy con về nha. Con tranh thủ tại bây giờ thời điểm này cũng trễ lắm rồi, cũng gần 5 giờ rồi. Gần 5 giờ rồi. Dạ. Ông Sáu với ông Bảy con khỏe nha. Cái này nào này gắn nè. Dám bắt gắn luôn. Đâu ai gắn là đi mót rồi máy cắt nó cắt chết rồi gặp bắt. À con gắn nó chết hả? Rồi mình đi mót á gặp lụm mà bắt. Dạ con nào này? Cá. Mình cá nào con mấy chú tặng 1 triệu đó mua ăn đó. Bởi ổng chú nó là có mua đoạn rồi, nó có mua lê gai đó, chú điện qua đó. Nay có lò mới rồi em ơi. Có bóng đèn nữa nè, bóng đèn này là mình là Phong mua mình bởi cái bình nữa nè. Con xin phép con về nha. Lâu lâu có ấy không ấy nhiệm cho đựng khẩu gì đem chị cho lâu lâu có đi ngang ghé chơi. Dạ. Con mấy chú qua thì cũng mến. Dạ. Ôi. Sớm mua đồ ăn ngon chút. Nói thiệt với cô bác của anh chị ở trong đó là hồi sớm giờ mặc cái áo nực chịu không nổi luôn, nhưng mà ông Sáu với ông Bảy chịu đựng hay ghê luôn á. Dạ thôi con về nha. Cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ con bye bye. Bà ba ơi, hôm nay có thùng đồ gửi cho bà ba, có mấy cái áo cho bà ba với ông Sáu với ông Bảy luôn, và có quà cho bà ba nữa đó. Bà ba có vui không? Dạ, chú họ ở không con mà đi. Dạ? Ở con mà đi. Thôi được rồi, con còn công việc con về. Bà ba giờ này vẫn còn làm việc hả? Giờ đi làm này nè, không hôm đó nay không có đi làm gì được, cái tên bị giờ nó yếu nó còn hơi. Dạ. Rồi dạ. Hai đứa em đi mòn với Sáu với Bảy đi mốt. Rồi tôi ở nhà vậy rồi cái về thì nó đạp. Ở nhà vậy đó, chứ không có đi đâu hết trơn. Được bà ba được một cái áo ấm với lại một bộ đồ. Cảm ơn. Đẹp lắm mà đồ đó là của chị Hằng. Là ở Mỏ Cày Nam Bến Tre quê hương của bà ba. Với lại chị Hằng ở Việt Kiều Mỹ gửi cho bà ba với lại ông Sáu với ông Bảy 4 triệu nữa, là 4 triệu gửi với lại đồ. Bà chú về chú gọi tôi nói gửi lại cái câu mà cho đồ tôi đấy hen. Dạ. Cảm ơn. Không biết chừng nào gặp bà nữa. Có cô cho tiền nữa. Có cô dạ. Chị Hằng ở Việt Kiều Mỹ nữa. Dạ. Dạ. Dạ chú sửa thành chú đi hả? Dạ. Rồi con bye bye bà ba nha. Bye.